Phần lớn nhiều người vẫn nghĩ khi Covid-19 bùng phát thì chỉ nên ở trong nhà và tránh tối đa ra đường. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây trên phạm vi 318 trường hợp lây nhiễm tại Trung Quốc, chỉ duy nhất một trường hợp bị nhiễm khi ở ngoài trời. Vậy khả năng lây lan của Covid-19 ở mỗi không gian có khác nhau hay không? Khi nói chuyện, ho, hắt hơi, chúng ta sẽ vô tình bắn ra ngoài những hạt nước li ti. Giọt bắn lớn nhanh chóng rơi xuống đất, giọt bắn nhỏ sẽ bay xa hơn trong không khí. Nếu người này mang bệnh, giọt bắn chứa virus. Sau khi bốc hơi, virus lơ lửng trong không khí khoảng một thời gian. Chưa có nghiên cứu chính xác về số lượng virus một người hít phải để có thể nhiễm bệnh, nhưng chắc chắn một điều, lượng virus hít phải càng ít, khả năng lây nhiễm càng thấp. Theo các chuyên gia, có 3 yếu tố chính quyết định mức độ lây nhiễm bệnh. Thứ nhất là khoảng cách. Trong điều kiện tự nhiên, giọt bắn chứa virus bay xa được 2 mét. Thứ hai là thời gian tiếp xúc. Khi ở cự ly gần, nhưng với thời gian ngắn, thì cơ hội hít phải virus của bạn không cao. Tuy nhiên, chuyên gia dịch tễ đánh giá về ca nhiễm mới đây tại Đà Nẵng, chủng mới của Covid-19 có thể lây trong nửa phút tiếp xúc gần. Yếu tố cuối cùng là sự thoáng khí. Khả năng lây nhiễm Covid-19 khác nhau khi trong nhà và ngoài trời do cách luồng khí di chuyển và các điều kiện thời tiết. Khi ở trong nhà, khí lưu thông trong một không gian khép kín, virus theo luồng gió của quạt, điều hòa di chuyển quanh phòng. Đồng thời, các bức tường vô tình tạo rào bảo vệ virus khỏi các tác nhân bên ngoài. Ngược lại, khi ở ngoài trời, không gian rộng pha lẫn lượng virus khi phát ra. Đồng thời, không gian bên ngoài cũng giảm khả năng sống sót của virus. Vì sao? Virus thường được bao quanh bởi một lớp vỏ bọc. Khi ở ngoài trời, thì lớp vỏ bọc này có thể bị tổn hại bởi nắng, gió, mưa, độ ẩm. Lớp vỏ bọc bị vỡ thì virus sẽ bị tiêu diệt. Giả sử đây là thanh đánh giá khả năng lây nhiễm Covid-19. Khi ở ngoài trời, nguy cơ nhiễm bệnh của bạn rất thấp. Nhưng nếu tiếp xúc gần với người khác thì nguy cơ nhiễm bệnh tăng lên. Thời gian nói chuyện càng lâu, mức độ nguy hiểm càng tăng. Nhưng nếu sử dụng khẩu trang để ngăn giọt bắn, thì khả năng nhiễm bệnh lại giảm xuống. Mua sắm ngoài trời ít khả năng nhiễm bệnh hơn trong siêu thị. Tuy nhiên, không thể kết luận ở ngoài trời thì bạn sẽ an toàn. Mức độ nguy hiểm sẽ tăng hoặc giảm tùy theo cách bạn phòng tránh. Đảm bảo 4 yếu tố để chủ động giảm nguy cơ lây nhiễm cho chính mình. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh, giảm thời gian tiếp xúc gần và ở nơi thoáng khí.